Đây. Cà chua với que nè. Không nhổ trái cái này đi. Đừng nhổ đây. Không nhổ trái mà. Mẹ, một cậu nói mẹ đi cắt cỏ với bò ở nhà con nhổ rủi kìa. Nhổ trái cho. Con nhổ hết. Cà chua này. Cái này quý con mà nhổ. Nè. Mà cà chua người ta là cần phải có giờ. Này không giờ không ơi gì trơn á. Đây. Sao thao con. Mình có nhổ mấy cây này không có té nhổ đi chứ để chi. Không, có thấy vậy. Té thấy cho con gù cô đó, nó nằm để mày hết mày đem vô, rồi làm gỗ. Ồ. Để em làm gỗ em. Nè, cái này chín luôn rồi nè. Em làm gỗ em. Chín đâu con? Đây nè. Nó chưa nó hừng hết rồi. Là hết được rồi. Hết rồi con, hết rồi. Mẹ, giờ mày đi cái cỏ đi. Không. Nhà mày đi cái cỏ với bào đi, con nhặt nhổ đi, con nhổ đi. Con nhổ rụi luôn. Để con tâm kỹ mà cầm nó con. Chú giữ mẹ coi giùm con, con nhổ đi coi. Trồng cái cà chua gì mà bao bót mà. Cái dần cà chua người ta đẹp cũng chết dần cà chua gì đâu mà. Ngã rụi sạch trơn. Người thì không có en đi cho gà. Quả sao tí hạt về con. Té này kêu. Trời ơi. Đã té rồi tội nghiệp đây nè, đã té rồi. Cà chua cũng tội nghiệp. Đó, đây kìa, chín rồi. Nè. Đó, vậy mà cũng nó nhổ. Đây. Vậy chứ có té hay chứ, coi nó. Nhưng mà con chụp tấm hình luôn. Rồi đó. Mà mốt mẹ. À. Sao không? Dạ chứ nó sắm thấy con à. Ừ. Để lấp đất rồi cho nó ấy. Mẹ đi ở nhà con nhỏ kìa. Đó, dài này đó, rồi dài cây dài mà ra trái vậy đó. Quý giả thấy vậy tậu không? Tậu gì? Dễ thương. Mẹ ăn rồi trơn mà mẹ kêu tậu. Mày có ngủ không? Hả? Đi hé. Con nè. Nè, có nhà con nè. Rồi để cho gà ăn rồi nè. Gà vô nó ăn cà chua nó mổ hết trơn. Cái này không lấy cây dọn dựng lên này mẹ. Dựng nó mày bỉ dài cho nó ấy đấy thâu. Dài cho nó ra té nhiều lắm à. Cà chua người ta dựng dần. Còn mẹ là mẹ bét cây gỗ lên thâu. Cà chua cái cây của người ta là nó đứng lên. Còn cây của mẹ là nó nằm luôn. Được cái cây này ngon nè. Một hồi mẹ đi con nhà con nhổ cây này nè. Trời ơi cây này mà nhổ cái trái con này đó. Thấy xinh ghê à. Mẹ đi con nhận nhổ cây này. Mình nó nhổ cây nồi hết nha con. Tại vì nó dài cho nó sắm á. Nó để nó ra té rồi ăn con. Mình nhổ để mà mới mềm thế nè. Có ăn bao nhiêu đâu mà. Đẩy vô bật cái làm gỗ nha. Vô cho anh đồ ăn. Anh tự tản rồi làm gỗ ra rồi. Không, bây giờ mẹ con nhổ gốc đem đi luôn chứ còn tao trái con mày đâu. Không. Nhổ cho ai mà. Con nói là hồi mẹ đi con nhà con với cậu nhổ hết. Nhổ vô quấy cho nó rộng ở nhà cho sạch mà. Đó thấy chưa cậu nói nhổ đi chứ để làm chi để. Quá. Đừng nhổ. Đừng ngày là cậu bóng nhổ để đây cũng cả tháng nữa. Gì cả tháng hả? Cả tháng nữa là nó mới già nó mới rục á để ăn bậy này tới đây nó mà mốt nó loa này nó lớn nè. Không anh đừng có bị nhổ mà. Tao à, cậu ủng hộ là được á, con mừng á. Một cậu bỏ đi cái cỏ nhà con cứ cậu nhổ ấy. Nhổ xong rồi bám nhuyễn ra cho gà nó ăn. Không đừng nhổ con. Thôi bây giờ mẹ có ấy đi con thể nào con cũng nhổ ấy. Nhổ để dài với ăn đó, thấy chưa? Mình nhổ không? Đi vô đây.
đi, thay đồ đi em. Tối em đã biết làm sao cái giòn cà chua để mẹ tính coi như thấm á, không có thời gian mà làm giòn luôn. Ta bỏ mấy cái cây vậy cho đạn nó hả ra trái nó quịch nó nằm xuống đó, thành thử ra là vườn ghé kêu cây nồi ái nhũ chứ mà kệ nó vậy chứ đĩa à, nấu canh đồ miết hơn đó. Mày nhổ đi mày lấy cái hột rồi mày gieo lên nè, lấy hột rồi đem vô tảng ghé trầm nè, giờ không có nén sao phơi này. Ủa phơi trên đây cũng được mà cần gì cái gì á, thôi kệ thôi, mình móc nó khô lấy cái cây khô ra con hả. Vậy bây giờ đĩa đó rồi bữa nào con vô cái là mày hé mày bỏ vô bịch, con đi mấy bài mà để bịch ha, không để mày gửi thùng á, để mày gửi sao con vô tới rắn rồi mày gửi vô, gửi vô rồi làm ruốc rồi anh he chị he rồi cháu rồi trắng mấy đứa ăn không anh he nó kêu nhổ nguyên cây vô trắng cho ông trồng. Mẹ với cô Bi ăn ít chứ tự mẹ với cô Bi ở nhà ít cho rồi ít cho ăn quý con vợ biết làm sao ăn rồi không có làm. Vừa đi hé vô đảng đồ đâm. Không làm, không làm để anh chị đi chỗ. Hết rồi. Bây giờ tới chiều cũng nhỏ à. Đừng có nhỏ à. Ủa cái dần tòa dài chứ cái khăm con thấy tục 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 á. Đậu à. Té nó sát đất quá đó mới bị đục hết. Mà nhiều nhỏ nghe. Để mấy con gọa. Hừ trơn mổ trơn là mượn. Ăn mấy con gọa mà. Vừa chạy đâu trơn đâu. Vậy tao vô bắt gọa làm thịt chó cho đâu. Mấy con gọa hư đúng. Coi nè mẹ thấy không? Mày để dưới đất nữa. Để rau nữa chín nữa đó. Ừ. Mày để dưới đất đó, nó rụt rồi trơn à. Nó rụt này nó chín. Nó rụt luôn cái chín gì? Gà mổ đó. Gà mổ gì nó rụt luôn mờ. Ý là nó nằm xuống đất nè. Té thì quá trời đấy. Bẻ luôn cây này cho á cho đầu. Thấy vậy em. À nó quài á biết không? Người ta quýnh nó cho chú. Chú hư trơn nè. Rẽ hột ở đây cho nó lên té. Nói chung là từ giờ tới chiều mình cũng nhổ một nhổ bè. Mình nhổ trụi cái chỗ này. Thao đừng có nhổ mà. Nhổ sang rồi tao chứ có gì đâu quý vị. Đúng không? Quay lộn ngược là lại luôn á. Gì? Vũ, chiều chị em nhổ nghe. Thao qua không có nhổ nghe con. Đó, mẹ kia lên nhậu. Chiều cũng nhổ quý vị. Nhân con. Nhổ lấy lé tré vô mà. Tré con non ăn nó không nghỉ con. Tại giờ mới phát hiện ra là mấy trái cà chua nó hư, nó rụt có túi gì đâu á. Đây là hôm nay là mẹ tính cậu ông đó đóng cái con ngoài đây che cái nhà cho mẹ luôn. Lấy tấm con nó che bọc ở phía này luôn để mưa nó không thấm nữa. Sơn ấy cái nhà này chắc 5-7 thùng. Mấy thùng sơn cậu? Thùng 2 triệu mấy chứ con. Sơn cầm 15 triệu á. 11 triệu mấy rồi hả? Mà chưa sơn ở ngoài mà. Thôi 20 triệu. Thôi bây giờ bỏ ra 2 tỷ đó, cậu muốn làm gì cậu làm. Còn tôn lên kia mãi gión để mà. Nguyễn Thị Bé Đỗ. Bỏ ra 2 tỷ, cậu muốn làm gì cậu làm à. Nhanh gọn, khỏi trả giá luôn. À đừng con. Nhổ cỏ mà tự nhiên vậy. Như người ta nhổ cỏ thì như cái nhà của tự nhiên. Đừng con. Nhổ.
À, thôi để chín nha mà. Đây nó chín hết. Có nhiều người nói là ăn cà chua sống nhiều quá ung thư mà. Con hỏi cậu chứ ngày xưa à, mình ăn. Ở đó đây chưa? Qua không? Sao nãy cậu kỳ vậy? Sao nãy cậu? Nãy cậu ủng hộ con nhỏ. Thì nhổ mấy cây kia nó chết rồi, nãy cậu biết con nhổ đi rồi bây giờ cậu. Nãy giờ tôi tưởng rằng cái ngọn là nhổ bảo ơi biết cho tới nào có trời giờ nó núp bên nào biết. Thế dài mà nhổ. Tao tao nghĩ hết lúc thế bự đó. Đó chưa đúng đâu. Giờ hết đi rồi nhổ luôn. Thấy thấy không? Mà ghê nãy cậu cũng nãy cậu cổ vũ rồi. Tao tưởng đâu cái lúc nhỏ nhỏ đang để. Thôi mà, con nhổ nãy cậu biết con nhổ. Cậu biết con nhổ đó. Đây nè, cái cây này nó chết rồi nhổ nè. Cái này để chi? Nè, cái cây này để chi? Không không, còn mấy kia cả. Đây nè, một cái cây này nó chết đâu. Đâu. Nhổ nè. Đúng rồi, cái đó thì đúng chứ. Tao tưởng đâu á chứ cái này để lại. Cái này để làm chi trời? Nó chết đâu. Nhổ luôn cái cây này. Thôi đâu. Ở đâu? Ngoan. Không có gì nữa đâu. Nó đừng nhổ. Giả dạ, với cây nó để nó chín anh. À, để cái chỗ ra nó chín cho nó rớt hết rồi mà. Con hào con giả bộ con nhổ hết con kêu con nhổ lộn. Ăn không ăn. Bây giờ con hé đem lên chợ bán nha. Bán chỗ nào mà mua. Cho người ta quýnh đêm á. Thiệt á. Vậy mà mè. À, để nó chín ăn quý khán giả à. Đó cái tua tậu mà. Nó rạch ra lăn cốt thôi. Nhưng mà người ta nói là ăn cà chua sống. Mà tính đồng không phân không phun thuốc gì hết á. Nhưng mà ta kêu là ăn cà chua sống nhiều quá bị ung thư à. Ừ nó nói vậy mà mình đâu kêu đọc. Mày gửi vô nghe, má má mày gửi vô nghe. Thôi, ăn ung thư. Nói chứ ngày xưa không có rồi lấy gì ăn. Thì ăn miết cái gì. Ngày xưa ba con búp gỗ không ăn mỗi ngày luôn. Ăn có gì đâu, ăn được. Được ăn được cái dĩa cà chua trụng ruốc vậy là ngon ăn qua bữa ăn rồi quý khán giả à tôi cực khổ thiệt á chứ mày không nhận qua mày qua cái chế bên này nè ché đỏ ghê á nè cà chua ta mấy không mẹ à cà chua ta mình á nè cái này dầm đường ăn cũng ngon quá trời trẻ ơi đâu mẹ mà tính làm đi mình để mình đi vô một hồi nữa mình về mẹ thấy mẹ đi nhổ cỏ ở nhà nhổ hết không đừng nhổ xin thề sẽ nhổ hết cái giọt cà chua của mẹ xin thề xin thề tôi không nhổ tôi không làm hồ bách trâm tôi phải nhổ xin thề nhổ hết cái bụi cà của mẹ cùng lắm đền 3 triệu gì đâu mà 3 triệu là nhiều rồi đó 300 ngàn á nhổ hết rồi về đền 300 ngàn đó là siêu liền. Không, đừng, không, đầy mấy trăm mà, không, đừng mà, không mấy trăm đâu mà. Nhổ. Mẹ thích con phải không, con nhổ. Không, đừng. Tức quá đâu. Đừng, mẹ không có nhổ. Con quá tức rồi. Ừ. Mẹ nói được không được nhổ hả? Không, giòn bạc của mẹ hả? Nói con đừng nhổ chứ không phải không được nhổ. Nhổ gì tức quá rồi Dũng. Bà bốn ơi, con nhổ cà chua mẹ tính rồi, quýnh lộn luôn rồi nè. Đây à. Đó chú. Hôm nay nữa. Mẹ mới trồng á. Mình đem ra đây trồng mà. Chắc cho là trời sơn nhà mà trời mưa. Để chắc không sơn nó hoài, sơn nó tan được chứ không hoài đây nén mà sơn. Nhớ cái lần lần sơn. Không, chào quý khán giả nha. Nãy giờ giỡn với mẹ đủ rồi. Nói giỡn vậy thôi chứ hồi nữa bà đi mình nhỏ à. Không nhổ cà chua của mẹ không phải là hồ bích trâm. xin thề tôi sẽ nhổ hết. Xin thề. Đồng nghiệp hầu nán non miết. Hey, anh...